Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và em Hero đây. Welcome back my channel. Lâu lắm rồi, chúng ta mới có cái clip làm clip kiểu này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu khá là quan trọng, rất là quan trọng luôn phải khóa nữa, mà đây là một trận đấu rất quan trọng của Pháp cũng như là của Phonos, bởi vì là sau trận đấu này chúng ta sẽ có xác định được là kích đối thủ tiếp theo của kích là như nào. Chúng ta rất tiếc bởi là kích vừa thua xong, rất là đáng tiếc. Ok, và đây là game thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ có một trận đấu của Jack và bên Phonos là Phonos. Mình rất mong là KK. Rồi. Chúng ta còn nhớ cái game đấu đầu tiên King of the Hill thì KK đã clean sweep team Pháp. Còn bây giờ như thế nào đây? Hiện tại tỷ số vẫn đang là Pháp. Pháp khi họ ban đầu họ đã thua với tỷ số là 3-0 ở trong set đầu tiên, nhưng mà họ đã lội ngược dòng và bây giờ là họ đã dẫn với tỷ số là 2-1 sau 3 set đấu. Thực sự rất là đáng kinh ngạc với cái team này. Team của họ rất mang lại cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ trong cái mùa đấu và giải đấu mùa này. Nhắc đến một chút là cái game kick vừa rồi thì mình thấy là rất là đáng tiếc. Ngày hôm nay mình không livestream được cho mọi người, nhưng mà mình cũng có xem thôi, không theo dõi từ lúc bắt đầu livestream ngày hôm nay. Thì khá là đáng tiếc bởi vì là kick đánh rất hay rồi, nhưng cuối cùng là hai game cuối thì họ đã bị đâu đó thì các player William Z vẫn cao tay hơn. Ok, và chúng ta sẽ đến vào Jack và KK. Đây là game đấu thứ tư. Game đầu tiên của set thứ tư. Hiện tại thì số là Pháp là 2 và Phonos là 1. Xuất phát là Mega Knight, Ryan Hawk. Mình rất mong là Jack sẽ chơi Hawk, nhưng mà hiện tại thì Jack không muốn mạo hiểm. Mọi thứ Jack mà bây giờ đang đánh rất là chắc. Bây giờ chúng ta chỉ cần một chiến thắng của Jack nữa thôi thì chúng ta sẽ có một Pháp sẽ là đối thủ tiếp theo của Kick và sẽ đánh vào tuần sau. Sau đó là đội nào thắng giữa cặp đấu đấy sẽ đánh vào chung kết với lại VMG. Đây là một team quá mạnh. Bên kia là Mega Knight rồi Hawk. Mình nghĩ ngay một cái deck đó là Jack anh ta chơi Grave Trap. Mình đã thấy rất nhiều cái phiên bản mà anh ta Jack đã sử dụng Grave Trap ở trong các trận đấu tiếp trước. Có Goblin Cake, bên kia cũng là Goblin Cake. Royal Hawk Earthquake. Chắc chắn là cái điểm hiện tại là họ chơi Royal Hawk Earthquake rồi, không thích một cái spell nào khác. Có cả Magic Archer. Làm thế nào để Jack có thể giết được con Magic Archer? Đấy là một cái điều mà có thể mình nghĩ Jack là chơi Grave Trap. Grave Trap đây rồi. Grave Jam đây rồi, tuy nhiên thì Grave Jam anh ta chơi hơi sớm. Tuần này không có danh. Bị lỗ gần như là khá nhiều Eli. Một con Baby 4 Eli cộng với Grave Jam là 5 Eli, đâu đó là 9 Eli. Nhưng mà mình nghĩ trong cái game này thực sự chắc anh ta có cửa thắng, bởi vì Earthquake gần như không ảnh hưởng tới các quân của các chop của Jack. Vì vậy là mình nghĩ là nếu mà anh Jack anh ta đánh từ từ một chút, anh ta timing chuẩn hơn thì anh ta sẽ không thua. Bên kia họ vẫn cũng có Mega Knight. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là KK anh ta sẽ có một cách đánh, đó chính là sử dụng phải giết được con Golden Kick trước. Sau đấy sẽ đợi thời cơ và để Royal Hawk có Mega Knight đấy rồi. Spam ngay cầu đi. Một cước đánh khá là thông minh của Jack, bởi vì anh ta biết được rằng cái việc mà thả quân được ngay cầu để spam gần như giết con Magic Archer sẽ là điều hợp lý hơn là việc mà chúng ta cứ thủ đợi quân của Royal Hawk, cũng như đợi quân của KK mới qua trụ qua bên phía bên cầu thì mình đánh thì khá không hợp lý một chút nào. Poison ngay rồi. Tuy nhiên trong những tuần đầu tiên thì Jack đang bị bất lợi thế rất nhiều. 1.500 máu. Thì anh ta rất đánh rất từ tốn, anh ta rất đánh. Cái cách đánh của anh ta cực kỳ là thông minh. Khi mà Jack anh ta để đặt Golden Kick đi thủ thì gần như là KK anh ta không bội gì để tấn công Royal Hawk. Anh ta đợi thời cơ và đây là thời điểm spam. Có Poison thì chúng ta giết được, tuy nhiên thì Poison lỗi. Còn thực ra Poison không lỗi bởi vì là con cái vùng rộng của cái Poison vừa rồi gần như là không thể đến được con Ewip. Mà Jack anh ta muốn
Cái điều đầu tiên anh ta muốn là giết được con Magic Archer, vì vậy là anh ta cần phải... Đây là một turn mình nghĩ là không lỗi. Rắc anh ta mất lợi thế khá nhiều. Mình nghĩ trong cái turn tiếp theo này, chắc chắn là anh ta rắc sẽ cần phải poison ở ngay cầu. Giết được con Magic Archer là điểm đầu tiên. Mấy cái này qua con giáp luôn rồi. Đây là thời điểm poison. Snowball có mặt con mẹ. Còn Mani sẽ chết rồi. Magic Archer cũng nằm xuống. Zack đang bắt nhịp được cái trận đấu này. Cần phải cẩn thận với con Magic Archer, bởi vì nó không được để nó bắn vào con Mega Knight, con Nightwish. Spam. Poison đây rồi, bắt được Magic Archer, tuyệt vời. Zack đang kiểm soát một trận đấu cực kỳ là tốt ở trong cái thời điểm hiện tại. Mega Knight, hai con Mega Knight, hai con Baby, đúng là như mình dự đoán, đó là Baby Earthquake gần như là không ảnh hưởng tới, không thể giết được. Mà cái anh ta cũng không dám sử dụng Earthquake trong cái turn này. Rồi không thể qua được cái turn này luôn, không qua cầu được trong cái turn này. Quá đông quân thủ. Bây giờ là thời điểm lợi thế Ellie quá nhiều, Ewip vẫn còn đấy. Nice. Perfect. Trong cái hai turn cuối thôi thì thực sự là Zack anh ta kiểm soát game cực kỳ là tuyệt vời. Gần như anh ta không mất một tiếng máu ở chút nào. Mà gần như cái anh ta không dám dùng Earthquake để có thể đi giết các con giết các con quần support cho Mega Knight. Gần như là không thể. Rất tuyệt vời. Đây các bạn có nhìn thấy, gần như các quân trọ, quân support đằng sau Mega Knight gần như không bị ảnh hưởng. Mà Zack Archer bắn không tới. Quá hay. You have this many units. It's the final chance. You only have 50 seconds. It's go time. Yeah, and then decides. Okay, let's grade. Đây là thời điểm mà sự chênh lệch về Ellie quá nhiều, và Ebit nằm xuống mà Magic Archer bị. Nếu mà trong cái turn vừa rồi cây anh ta sử dụng một con Magic Archer bắn nát được con Nightwish ngay từ ban đầu thì thực sự đó là good game rồi. Của xem thứ tư. Let's go. Mình rất mong chờ là Zack sẽ chơi Hawk nhưng không. Xuất phát là Golden Barrel rồi. Đây là phiên bản có Lockback Classic, hay đây là một cái phiên bản có Skeleton Barrel và Volley Barrel. Xuất phát có cả IC. IC Priest thì mình nghĩ ngay đến đúng là Lockback Classic. Mình rất hay thấy Zack anh ta chơi với phiên bản là có Banki chứ không phải là một con này. Đúng rồi, Banki. Banrise. Còn cây poison như thế này có Snowball, có Musketeer thì nghĩ ngay đến một cái phiên bản Graveyard. Nhưng mà phiên bản Graveyard này hơi bất lợi một chút, bởi vì bên này là Snowball chứ không phải là một con Barbarian. Vì vậy trong game này Zack có thể thắng được. Mình nghĩ là trong game này Zack chắc cái phần thắng nó tiến đến 60% luôn. Dùng Snowball là bất lợi thế một quá nhiều cho KK rồi. Pháp họ cần một chiến thắng ở trong cái game này nữa thôi thì họ sẽ vào cái bán kết. Princess ở phía bên trái gần như là không giết được. Liệu rằng là cái anh ta có thả một con con Musketeer không? Zack để bắt bài luôn. Rất nhiều đam đến từ Goblin Barrel. Con Musketeer đang bắn vào con Vanky. Đúng như mình dự đoán, đúng là Zack sẽ có lợi thế. Đây là phiên bản của Tesla, không phải Infernal Sour. Zack gần như rất ít khi chơi Infernal Sour trong cái phiên bản Lockback. Anh ta rất thích chơi cái phiên bản của Tesla, bởi vì tính cơ động của nó mạnh hơn nhiều so với Infernal. Infernal có một cái điểm yếu của nó, đấy chính là khi mà nó counter những cái quân mà cái đông ấy thì gần như là nó bị ảnh hưởng khá nhiều, mà gần như nó không phát huy tác dụng. Đâu đó ví dụ như là chúng ta sẽ có một combo Nightwish cộng với lại Golem thì thường các con bát nó sẽ hay là Baby Dragon hay là Minion nó sẽ đánh lạc hướng con Infernal Sour. Và ngay hiện tại thì Zack đang kiểm soát game cực kỳ tốt. Tuy nhiên mình cũng mong là cái anh ta cũng có một chiến thắng để chúng ta cân bằng được cái game đấu. Lag game. Ê, lag game. Một phút lag game.
Snowbone. I think it has to do more though, because of those rocket potential. Ooh, the ice spirit even connecting. Cây cây anh ta đặt một cái khối hình cách cá thấp. Musketeer bị bắt bài bởi Tesla rồi, nằm xuống đi. Princess. Anh ta không muốn đẩy bị Vanky, Vanky hả? Hơi sớm, anh ta muốn đẩy một Goblin Barrel nhanh hơn nhiều so với lại cái tốc độ của cây cây. Tuy nhiên hãy rất cẩn thận trong cái turn tiếp theo bởi vì là Graveyard công cực kỳ đau, Musketeer đẩy lên rồi. Vanky. Preset nằm ở đây, không có thể nào giết được Preset. Barbarian, chúng ta cần 2 lock nữa, 2 lock và 1 rocket nữa. 2 lock và 1 rocket. Không có tank, Graveyard không có tank. Tesla để defend Graveyard, thật là điên rồ trong cái tên này. Poison chắc chắn sẽ có Poison, tuy nhiên ở bên phải, à bên trái chúng ta có một con Preset đang đứng bắn như vậy. Sử dụng Goblin Barrel để thủ. Thực sự đây là một cái tên. Vanky đẩy xuống, rồi cực kỳ tốt. Tuy nhiên chúng ta cần phải 2 lock, nhưng mà chúng ta đừng quên là có Preset ở phía bên trái. Preset. Preset on the left. Sao anh ta đang làm gì vậy? Anh ta cần phải một lock Crocket phía bên trái đi. Có Preset đang nằm bên đấy. Vanky đẩy lên. Và đây là tư nghiệp. Chúc mừng ra. Wow. So much damage on the left. Wow, crazy. Đúng là như mình dự đoán là Freeze, đấy là một Snowball, không phải là một cái Barbarian. Nếu mà có một Barbarian thì cây cây to lợi thế hơn rất nhiều, nhưng đây là Snowball. Snowball là sai lầm rồi. Và chúc mừng Zach, chúc mừng Fab Gaming. Congratulations Fab and game, Fab Gaming, Zach. Và chúng ta sẽ có qua, bán kết sẽ đánh vào ngày tuần sau. Và bán kết và chung kết sẽ mình nghĩ là đánh tuần sau. Không biết là lịch như thế nào, nhưng mà đối thủ tiếp theo của dạng của Kick đó chính là Pháp, đó chính là Zack, đó chính là Xbox Master Kick. Và đối thủ cuối cùng của hai cái team này, một trong hai team này, đó chính là WDMZ, một team cực kỳ là mạnh. Ok, kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chắc chắn là mình sẽ live stream hai trận đấy. Và turn on notification, don't miss next video. See you guys. Thanks for watching today. See you. Congratulations Zach again. Congratulations Fab Gaming again. Zach Opie. From KK, Jack takes it. Ponos, the Spring King.